Cô mến chào các em học sinh khối lớp 4. Ngày hôm nay ở môn Tiếng Việt tuần 28, chúng ta sẽ học bài Ôn tập giữa học kỳ 2, tiết 7. Các em có thể theo dõi sách giáo khoa trang 98, 99 và 100. Cùng với cô đọc bài Chiếc lá chim sâu hỏi chiếc lá lá ơi hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi bình thường lắm chẳng có gì đáng kể đâu bạn đừng có xấu nếu bình thường vậy sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn thật mà cuộc đời tôi rất bình thường ngày nhỏ tôi là một búp non Tôi lớn dần lên thành một chiếc lá và cứ là chiếc lá như thế cho đến bây giờ. Thật như thế sao? Đã có lần nào bạn biến thành hoa, thành quả, thành một ngôi sao, thành vần mặt trời đem lại niềm vui cho mọi người như trong các câu chuyện cổ tích mà bác gió thường rì rầm kể suốt đêm ngày chưa? Chưa chưa một lần nào tôi biến thành một thứ gì khác tôi cả suốt đời tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường thế thì chán thật bông hoa kia đã làm tôi thất vọng hoa ơi bạn chỉ khéo bị chuyện tôi không bị chút nào đâu mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế chính nhờ họ mới có chúng tôi. Những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến. theo trần hoài dương: chúng ta cùng bước sang phần tiếp theo, dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây. cô lưu ý là ở những chỗ cần thời gian suy nghĩ. Các em có thể bấm dừng video clip và đọc lại bài để tìm câu trả lời. Chúng ta cùng đi vào câu 1. Trong câu chuyện trên có những nhân vật nào nói với nhau? A. Chim sâu và bông hoa. B. Chim sâu và chiếc lá. C. Chim sâu, bông hoa và chiếc lá. À, đáp án của câu này đó chính là câu C. Những nhân vật nói với nhau trong câu chuyện là chim sâu, bông hoa và chiếc lá. Rất dễ để xác định đúng không nào? Cùng bước sang câu hỏi thứ hai. Vì sao bông hoa biết ơn chiếc lá? A. À, vì lá suốt đời chỉ là một chiếc lá bình thường b vì lá đem lại sự sống cho cây c vì lá có lúc biến thành mặt trời để trả lời được câu hỏi này các em có thể đọc lại lời của bông hoa ở cuối bài các em lưu ý câu của bông hoa nói Mãi mãi tôi kính trọng những chiếc lá bình thường như thế, chính nhờ họ mới có chúng tôi, những hoa, những quả, những niềm vui mà bạn vừa nói đến. Vậy quay trở lại câu hỏi, bông hoa biết ơn chiếc lá vì chiếc lá đem lại sự sống cho cây. Đáp án là câu B. Các em đã chọn đúng chưa? Cùng bước sang câu 3. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? A. Hãy biết quý trọng những người bình thường. B. Vật bình thường mới đáng quý. C. Lá đóng vai trò rất quan trọng đối với cây. Ở câu này, sau khi đọc hết bài đọc các em sẽ rút ra được là câu chuyện muốn nhắn nhủ với em điều gì đáp án là câu a câu chuyện muốn nói với em là hãy biết quý trọng những người bình thường sang câu tiếp theo trong câu chim sâu hỏi chiếc lá sự vật nào được nhân hóa chỉ có chiếc lá được nhân hóa. B. Chỉ có chim sâu được nhân hóa. C. Cả chim sâu và chiếc lá đều được nhân hóa. Các em chọn đáp án nào? Đáp án của cô là câu C. Cả chim sâu và chiếc lá đều được nhân hóa. À các em thấy trong câu chuyện này: ba nhân vật chim sâu, chiếc lá và bông hoa đều được nhân hóa như con người, hỏi đáp và trò chuyện với nhau. Câu năm: có thể thay từ nhỏ nhoi: trong câu suốt đời tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường bằng từ nào dưới đây a nhỏ nhắn b nhỏ xinh c nhỏ bé cô lưu ý để tìm được đáp án các em có thể thay từ nhỏ nhoi trong câu bằng từng từ trong ba đáp án Đáp án đúng của chúng ta là câu C. nhỏ bé. Từ nhỏ nhoi có thể được thay bằng từ nhỏ bé. Suốt đời tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ bé bình thường. Câu 6. Trong câu chuyện trên có những loại câu nào em đã học? a chỉ có câu hỏi câu kể b chỉ có câu kể câu khiến c có cả câu hỏi câu kể câu khiến đáp án của chúng ta là câu c có cả câu hỏi câu kể và câu khiến các em cùng xem lại bài đọc ở phía trên cô sẽ đưa ra các câu để chứng tỏ là trong đoạn văn này tồn tại cả ba loại câu: câu hỏi, câu kể và câu khiến. trong đoạn có câu khiến như là câu hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi, có câu hỏi nếu bình thường vậy sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn và có cả câu kể: cuộc đời tôi rất bình thường. các em thân mến trong đoạn văn còn có các câu khiến câu hỏi và nhiều câu kể khác nữa. câu tiếp theo: trong câu chuyện trên có những kiểu câu kể nào chỉ có kiểu câu a làm gì. B. Có hai kiểu câu ai làm gì, ai thế nào. C. Có cả ba kiểu câu ai làm gì, ai thế nào, ai là gì. Đáp án là câu C. Có cả ba kiểu câu ai làm gì Ai thế nào ai là gì các em đã chọn đúng chưa đọc lại bài các em thấy trong bài đọc có câu cuộc đời tôi rất bình thường đây là câu kể ai thế nào kế đến ta có câu ngày nhỏ tôi là một búp non đây là kiểu câu kể ai là gì. Và trong bài còn có kiểu câu kể ai làm gì. Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng. Chúng ta bước sang câu 8 cũng là câu cuối cùng. Chủ ngữ trong câu Cuộc đời tôi rất bình thường là Tôi B cuộc đời tôi C rất bình thường. Câu này rất dễ đúng không nào? Câu kể ai thế nào? Cuộc đời tôi rất bình thường. Có chủ ngữ là cuộc đời tôi. Đáp án là câu B cô chắc hẳn các em đã chọn đúng hết qua bài đọc này cô muốn nhắn nhủ với các em hãy kính trọng mọi người xung quanh dù cho họ là những người bình thường như bác bảo vệ cô phục vụ những người nhân viên vệ sinh các em cần thể hiện sự tôn trọng lễ phép biết ơn với các bác các cô, các chú ấy, những con người bình thường đó đã đóng góp, cống hiến thầm lặng cho cuộc sống xung quanh chúng ta. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các em nhớ giữ gìn sức khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.